những sự thật về loại chó. Sự thật số 1, mũi chó có hình dạng vân riêng biệt. Mũi chó là một bộ phận quan trọng giúp chúng đánh hơi mùi và giao tiếp với môi trường. Nhưng bạn có biết rằng mũi chó còn có một đặc điểm độc đáo khác không? Đó là hình dạng vân trên mũi của chúng, giống như vân tay của con người. Vân mũi của chó là duy nhất và không có hai con chó nào giống nhau. Vì vậy, vân mũi của chó có thể được sử dụng để xác định danh tính của chúng. Một số tổ chức như câu lạc bộ Kennel Canada đã sử dụng vân mũi của chó để xác minh danh tính từ năm 1938. Sự thật số 2, chó có thể cảm nhận được bệnh tật. Chó không chỉ là bạn thân của con người, mà còn là những người giúp đỡ trong việc chăm sóc sức khỏe. Chó có khả năng cảm nhận được bệnh tật ở con người bằng cách đánh hơi các vơ dầu tin bất thường trong máu, nước tiểu, mồ hôi hoặc hơi thở. Chó có thể được huấn luyện để phát hiện ra những căn bệnh như ung thư, tiểu đường, động kinh hay cảm biến mức đường huyết chó cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của chủ nhân và cung cấp sự an ủi và động viên. Sự thật số 3, chó có thể cười, bạn có thể nghĩ rằng chó chỉ biết sổ hoặc gầm gừ, nhưng thực ra chó cũng có thể cười. Chó cười bằng cách thở nhanh và phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng, giống như tiếng ngáp. Chó cười để thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc và thân thiện với con người hoặc động vật khác. Tuy nhiên, chó cũng có thể cười khi lo lắng hoặc sợ hãi. Vì vậy, bạn cần quan sát ký ngữ cảnh và biểu hiện của chó để hiểu chính xác tâm trạng của chúng. Sự thật số 4, chó có hai mũi, bạn có biết rằng chó không chỉ có một mũi mà còn có một cơ quan khiếu giác khác nữa không? Đó là cơ quan vô mê hay còn gọi là ô gây cấp sân. Đây là một thụ thể cảm giác người không tiếp nhận mùi bình thường như những gì con người có thể cảm nhận được. Cơ quan vô mê của chó giúp chúng đánh hơi các phê dâm Những chất hóa học được tiết ra bởi các loài động vật để giao tiếp với nhau. Cơ quan vô mê của chó nằm ở phần trên của miệng, gần với răng cửa. Chó sử dụng cơ quan vô mê dân để tìm bạn đời, xác định lãnh thổ và hiểu được tâm trạng của các con vật khác. Sự thật số 5. Chó chỉ ngủ ngừa bụng ở những nơi mà chúng cảm thấy an toàn. Bạn có biết rằng chó chỉ ngủ ngừa bụng khi chúng cảm thấy thoải mái và an toàn không? Ngủ ngừa bụng là một tư thế phổ biến với những vật nuôi đã được thuần hóa, nhưng không phải với những con chó hoàng. Nếu bạn thấy chó của bạn ngủ ngừa bụng, đó là một dấu hiệu cho thấy chúng tin tưởng vào bạn và môi trường xung quanh. Đôi khi, đây còn là một sự lựa chọn cá nhân của chúng. Sự thật số 6. Chó không cảm thấy tội lỗi. Bạn có biết rằng chó không có cảm giác tội lỗi như con người không? Nhiều người tin rằng một con chó nghịch ngợm cảm thấy có lỗi, nhưng các nhà khoa học nói rằng cái nhìn tội lỗi này chỉ là một phản ứng đối với cử chỉ và hành xáo của chủ nhân. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác tội lỗi là một cảm xúc rất phức tạp, con chó chỉ đơn giản lo sợ gặp rắc rối. Chó không có khả năng tự phê phán hay tự trách mình vì những gì chúng đã làm.